Nếu anh em còn nhớ, thì cây công nghệ Trung Quốc đã từng xuất hiện trong hai video đánh giá chung trên kênh. Dù nhận được không mấy thiện cảm từ phía người chơi do có độ bền mô đun kém, gân ảo như phim trưởng, và đa số các chiếc xe trong cây công nghệ đều là loại hàng can chôn c từ các quốc gia khác, song nó cũng mang cho mình nhiều điểm mạnh và cũng xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về nhánh pháo chống tăng VZ-113GFT, nhánh tăng được cho là dễ chơi nhất trong cả cây công nghệ. Pháo chống tăng Trung Quốc mang cho mình kiểu thiết kế đặt các khẩu pháo hạng nặng lên trên khung gầm các chiếc xe tăng khác, giống như người Đức và người Nga đã làm trên những con quái vật thép của họ. Ở giai đoạn đầu, pháo chống tăng Trung Quốc có khả năng chống chịu kém, hỏa lực vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, đủ để khiến những người mới làm quen muốn bỏ ngay từ đầu. Càng về cuối nhánh, cấp độ bảo vệ ngày càng lớn, đi kèm với đó là xe cũng được trang bị các khẩu pháo mạnh mẽ hơn để phù hợp với bối cảnh phòng đấu. Khả năng cơ động của các chiếc xe đều ở mức khá và tốt. Không những thế, nhánh xe này còn được ưu ái, cho trang bị các vật phẩm hiệu suất cao như giáp phản ứng nổ và hiệu chỉnh tâm ngắm, giúp cho anh em có được lợi thế khi giao tranh. Chiếc tăng đầu tiên của nhánh sẽ là chiếc vz 131 gft Đây là một dự án pháo chống tăng được phát triển dựa trên khung gầm của tăng hạng nhẹ tai 62. Cũng bởi vì lẽ đó mà bộ giáp của nó rất kém với độ dày giáp trước chỉ vòn vẹn 60mm, ngay cả các xe tăng cấp dưới sử dụng nòng chưa nghiên cứu cũng đã có thể bắt nạt được rồi. Không những vậy, mặc dù có lượng máu khá lớn, nhưng chiếc xe này có tỷ lệ bị oan sót với cháy xe khá là cao, đặc biệt là với đám cỡ nòng khủng như KV2, Smasher hay Su-152. Ngoài ra thì chiếc xe này chưa được trang bị những vật phẩm hiệu suất cao như những đàn anh, cho nên tốt nhất là hãy núp ở tuyến sau, sử dụng VKZ-131GFT như một chiếc tăng bắn tỉa thuần túy mà thôi. Bù cho khả năng sống sót không được cao là hỏa lực vô cùng mạnh đến từ khẩu pháo 100mm sát thương mỗi phát 280, kết hợp cùng với độ xuyên giáp đạn chính lên tới 181mm, anh em sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi phải đối phó, với bất kỳ thể loại tăng hạng nặng nào, kể cả có là cấp trên thì đạn vàng APC với 241mm độ xuyên, cũng dư sức để điều trị rồi. Thời gian nạp đạn với thiết bị phù hợp chỉ tốn 6,9 giây, giúp cho lượng sát thương mỗi phút của nó vượt trên 2.400. Độ chính xác tốt, thời gian ngắm bắn nhanh, mỗi tội là ổn định không được cao. Đạn rất hay thường xuyên bắn tứ tung dù cho đã co hết tâm. Hạ nòng cũng là một điểm yếu khi chỉ có thể đạt tối đa 5 độ thôi, cùng với thân hình thấp khiến VKZ131GFT gặp nhiều bất lợi khi giao chiến, anh em khi chơi lưu ý những điểm này nhé. Vì sử dụng khung gầm của xe tăng hạng nhẹ nên khả năng cơ động của VKZ131GFT rất tốt. Việc đổi vị trí hỗ trợ bắn tỉa hoặc rút lui về sau sẽ diễn ra nhanh và an toàn hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ gặp một chút khó khăn trong việc tăng tốc cũng như giữ ổn định cho động cơ. Tốc độ tiến tối đa dù thông số có thể đạt tới 50 km h nhưng thực tế chỉ khoảng 45 km h mà thôi. Nói chung thì anh em vẫn có thể di chuyển một cách thoải mái trên chiếc tăng này. Tổng kết, WZ131GFT là một chiếc tăng mở đầu nhánh khá dễ chơi, với lối chơi thiên về hướng bắn tỉa hỗ trợ hơn. Tận dụng hỏa lực mạnh mẽ và độ chính xác của súng, để gây thiệt hại tối đa cho các đối phương. Ngoài ra thì nhờ vào độ cơ động cao, mà nó có thể đi hỗ trợ cùng những tăng hạng nhẹ và tăng hạng chung. Chỉ cần anh em lưu ý về khả năng sống sót hạn chế, bởi một viên đạn nổ mạnh HE đã là đủ để nó thành mớ sắt vụn ngay. Dựa vào diễn biến của trận đấu mà thay đổi vị trí, tránh bị kẻ địch bắt lẻ. Ngoài ra thì tuyệt đối không chủ động solo với bất cứ xe tăng nào ngoài kia, do khả năng phát nổ hòm đạn và cháy bình xăng là không hề thấp một chút nào đâu. Chờ đón chúng ta ở cấp 7 sẽ là chiếc T-34-2GFT. Đây là một dự án pháo chống tăng dựa trên khung gầm của xe tăng hạng trung T-34-2 và học tập theo chiếc SU-122-54 của Liên Xô. Về mặt ngoại hình thì nó không khác gì mấy với chiếc xe tăng cấp trước, thậm chí trong chúng còn trông khá giống nhau. Tuy nhiên thì thay đổi rõ nhất là hiệu quả bảo vệ giáp đã được tăng lên với độ dày phía trước khoảng 120 mm. Điều này sẽ giúp tăng khả năng sống sót của nó khi đối mặt với những xe tăng chuyên sử dụng đạn nổ mạnh HE, còn nếu như chúng sử dụng đạn thường thì chắc chắn sẽ xuyên. Anh em tuyệt đối không chủ quan. Không những vậy, lượng máu thấp và độ bền mô đun kém khiến cho T-34 2GFT chỉ phù hợp với vai trò hỗ trợ. Anh em cũng có thể cân nhắc đem theo vật phẩm giáp phản ứng nổ để giảm sát thương nhận vào. Điều này sẽ giúp nó có thể đi cùng với những xe tăng hạng nhẹ và hạng chung để tận dụng hỏa lực mạnh mẽ của khẩu pháo 122mm. Với sát thương mỗi phát 400 thì nó chỉ đứng sau mỗi hai pháo chống tăng cấp 7 khác là SU-152 của Liên Xô và STE min của Đức thôi. Thời gian nạp đạn 8,6 giây, khá là tốt với một khẩu pháo 122mm, giúp cho lượng sát thương mỗi phút đạt khoảng 2790. Điểm trừ là độ xuyên giáp khá kém, khiến nó gặp không ít khó khăn khi đối mặt với những tăng hạng nặng cấp trên. Độ chính xác kém, thời gian ngắm bắn cũng lâu. Trừ khi anh em sử dụng vật phẩm hiệu chỉnh tâm ngắm ra, thì việc bắn tỉa dường như là bất khả thi. Độ hạ nòng cũng chỉ đạt vỏn vẹn 5 độ, gây nhiều bất lợi trong nhiều tình huống giao tranh giống như chiếc tăng cấp trước, t 34 gft sử dụng khung gầm của xe tăng hạng chung. Điều này giúp cho khả năng cơ động của nó đạt mức rất cao, với tốc độ tối đa lên đến 50 km h Giá tốc động cơ tốt, việc di chuyển trên các địa hình xấu không hề gặp một chút khó khăn. Tốc độ xoay thân nhanh khiến cho việc bắt lẻ nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trừ khi là do vấn đề kỹ năng mà thôi. Với những thay đổi đấy, có thể thấy t 34 gft là một phiên bản nâng cấp rõ rệt của chiếc xe tăng cấp trước lối chơi hỗ trợ tuyến trên của nhánh cũng dần được thể hiện rõ hơn ở giai đoạn đầu của trận đánh thì nó vẫn có thể đi bắn tỉa như những pháo chống tăng thường khác thông qua việc sử dụng vật phẩm đạn hiệu chỉnh khả năng cơ động tốt cùng tỷ lệ ẩn dấu cao sẽ giúp anh em thay đổi vị trí tránh bị đối phương phát hiện ra còn không thì hãy đi cùng với những tăng hạng chung hạng nhẹ được anh em ở bên hỗ trợ hỏa lực sẽ giúp cho nhiệm vụ tiêu diệt đối phương trở nên dễ dàng hơn muôn phần Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với chiếc VKZ111GFT. Đây là một pháo chống tăng xung kích, được chế tạo dựa trên khung gầm của tăng hạng nặng VKZ111. Dù không được nhiều người chơi biết đến, cũng như chỉ sở hữu nòng pháo 130mm, nhưng đây là một chiếc tăng có hiệu suất chiến đấu cao, rất dễ làm quen và thành thạo. Giờ thì chúng ta cùng phân tích chi tiết nào. Như đã nói ở trước, nó được chế tạo dựa trên khung gầm của tăng hạng nặng VKZ111. Điều này giúp cho hiệu quả của phần thân trước đạt độ dày khoảng 260mm. Những xe tăng hạng nặng cùng cấp, kể cả khi sử dụng đạn vàng cũng khó có thể xuyên. Ngoài ra, thì thiết kế giáp mũi giáo cũng tăng khả năng nảy đạn xuyên giáp AP của đối phương. Điểm trừ của nó là nếu như anh em nghiêng xe thì hiệu quả giáp sẽ giảm đi. Độ dày giáp gầm xe cũng rất mỏng manh, khi chỉ đạt khoảng 160mm. Hãy tận dụng các lối chơi như hundao để che những điểm yếu đấy. Về phần hông, tuy không có giáp rỗng như các xe tăng liên xô, nhưng hiệu quả phòng thủ vẫn ở mức khá cao. Điều này nhờ vào thiết kế vắt nghiêng 50 độ kia, cùng với độ dày giáp 80mm giúp cho việc nghiêng hông side scraping dễ thở hơn phần nào. Khoang chiến đấu được thiết kế Nana giống chiếc Z 268, có độ dày vào khoảng 230mm ở phía trước, chặn được đa số các phát bắn bằng đạn thường của hầu hết các chiếc xe cùng cấp. Tuy nhiên, do thiết kế giáp vắt nghiêng, nên chỉ cần anh em di chuyển xe là hiệu quả giáp sẽ giảm ngay. Bên cạnh đấy, thì phần giáp ở bên cạnh phiến che súng chỉ rơi vào khoảng 210mm, hạn chế tối đa việc phây hắc bám sát đối phương. Đổi lại thì phiến che súng có hiệu quả bảo vệ giáp vô cùng tốt, lên tới 380mm. Hãy lắc nòng súng, di chuyển tới lui để tăng khả năng đạn của địch bắn vào đây, giúp tăng khả năng sống sót của anh em lên vài phần. Về hỏa lực, VKZ111-1GFT được trang bị hai khẩu pháo khác nhau. Điểm chung là cả hai đều khá tốt và dễ chơi, trừ quả hạ nòng 6 độ ra. Đầu tiên là khẩu pháo 122mm, đi kèm với xe lúc nghiên cứu. Nó sở hữu khả năng xuyên phá tốt, cùng với sát thương đạn chính AP mỗi phát 400. Độ chính xác khá cao, cùng với lợi thế ngắm nhanh của những xe tăng Trung Quốc, khiến cho việc sử dụng càng trở nên dễ hơn. Tuy nhiên thì thời gian nạp đạn lại lên tới 9,5 giây, khiến cho lượng sát thương mỗi phút chỉ ngang những xe tăng hạng nặng thôi. Việc chiến đấu trực tiếp với các đối thủ cùng cấp khác là vô cùng khó, chỉ phù hợp để bắn tỉa hỗ trợ ở xa. Cho nên hãy tích trữ sẵn một lượng kinh nghiệm tự do, để nghiên cứu lên khẩu pháo 130mm. Đây là khẩu pháo của tăng hạng nặng VKZ-1114 ở cấp 9, sở hữu sát thương mỗi phát lên tới 460, chỉ đứng sau huyền thoại ISU-152. Thời gian nạp đạn kéo dài lên thành 10,3 giây, cùng với khả năng xuyên phá giáp của đạn chính giảm xuống đôi chút. Còn 245 mm nhưng đạn vàng hít với độ xuyên lên tới 320 mm là quá đủ để đục những bộ giáp dày nhất trong tầm cấp, kể cả là với những chiếc tăng cấp 9. Sát thương trung bình mỗi phút cũng đạt hơn 2.600, anh em có thể sử dụng lối chơi để cánh cùng đồng đội để tận dụng được điểm mạnh này nhé. Đạn nổ mạnh HE có sát thương mỗi phát chỉ 660, nhưng vẫn có thể sử dụng để đối phó với những pháo chống tăng không giáp như SU-130PM hay Scorpion, anh em nên mang theo vài viên để dự phòng. Độ chính xác của khẩu pháo 130mm đã được tăng lên, đổi lại thì thời gian ngắm sẽ trở nên lâu hơn, cũng như vận tốc đạn bay bị giảm đi. Anh em có thể sử dụng vật phẩm hiệu chỉnh tâm ngắm và chọn ô thiết bị đạn siêu nạp để bù đắp cho điểm yếu này. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về khả năng cơ động của nó. Dù được trang bị động cơ khá tốt, nhưng tốc độ tối đa chỉ đạt khoảng 35 km/h thôi. Đổi lại thì khả năng tăng tốc, giữ ổn định của động cơ đều tốt, tăng khả năng duy trì tốc độ tối đa trong một khoảng thời gian dài. Một điểm cộng khác là tốc độ khi lùi xe có thể đạt tới 18 km h Điểm trừ duy nhất chính là tốc độ xoay thân chậm hơn đáng kể thôi. Đây cũng là một điểm yếu chung của các xe tăng Trung Quốc, cấp cao nên anh em hãy chú ý hơn tới kẻ địch, cũng như là cân nhắc sử dụng các thiết bị sao cho phù hợp nhé. Tổng kết, WZ111-1GFT là một pháo chống tăng được cân bằng tốt giữa giáp, hỏa lực và khả năng cơ động. Đầu trận, anh em hãy sử dụng nó với vai trò bắn tỉa thuần túy. Lượng sát thương mỗi phút tốt. Độ chính xác nhanh sẽ bào rút máu của đối phương dễ hơn. Ngoài ra thì độ ẩn giấu của nó cũng khá cao. Sang giai đoạn giữa game, khi các trận đánh diễn ra thì di chuyển lên vị trí hỗ trợ tuyến hai. Tuy nhiên hãy cẩn thận ở các khu vực đô thị hay đồi núi, do tốc độ xoay xe không được nhanh và có thể bị bắt lẻ bởi các đối phương cơ động hơn. Dù cho có bộ giáp khá tốt thì cũng không nên chủ quan, bởi chúng có thể dễ dàng bắn xuyên những điểm yếu mình đã nói ở trên. Độ bền mô đun của những xe tăng Trung Quốc cũng không hề cao. Tốt nhất là tận dụng độ chính xác để cấu rìa ở khoảng cách an toàn. Chờ đón anh em ở cấp 9 sẽ là chiếc VKZ111GFT. Đây tiếp tục là một dự án pháo chống tăng sử dụng khung gầm của tăng hạng nặng VKZ111, với ngoại hình được thay đổi một chút do trang bị khẩu pháo lớn hơn. Và mình khá chắc nhiều anh em đã nhận ra, đây chính là một phiên bản copy của huyền thoại pháo chống tăng ISU-152. Và tất nhiên là trừ khả năng bảo vệ giáp ra, thì hỏa lực của con hàng copy này còn lâu mới bằng hàng real mà chúng ta dùng. Về khả năng bảo vệ, các kỹ sư Trung Quốc đã tăng độ dày mặt trước khoang chiến đấu lên rất nhiều so với chiếc ISU-152, đạt khoảng 265 mm, đủ sức chống đỡ đạn chính của các xe tăng hạng nặng và hạng trung cùng cấp. Tuy nhiên, với những anh em chuyên spam đạn vàng hoặc là sử dụng các pháo chống tăng khác, thì VZ-111GFT chỉ như một tấm bia tập bắn mà thôi. Một điểm trừ khác, chính là thiết kế giáp phát nghiêng ở cạnh hông. Dù hiệu quả lên tới 350mm nhưng độ dày chỉ có 80mm thôi, chỉ cần nghiêng nhẹ xe thì độ hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, gây bất lợi cho anh em khi rút lui, và khi đối phó với những kẻ địch đang kẹp hông, đặc biệt là với đám được trang bị đạn nổ mạnh có độ xuyên cao. Kỹ thuật nghiêng xe, size scraping gần như là không thể thực hiện được trên chiếc xe này. Phần thân dưới là điểm yếu rõ nhất của WZ111GFT với độ dày phần lớn diện tích chỉ 170mm. Phần giáp uy tín nhất của cả xe là phiến che súng cực dày của nó. Giải pháp tối ưu nhất là tận dụng địa hình che chắn cho phần giáp ở bên trái có diện tích lớn, để giảm khả năng kẻ địch có thể gây sát thương, tăng tỷ lệ sống sót, còn không thì chỉ cần vài ba phát đạn thôi là anh em sẽ được về gara liền. Về hỏa lực, nó đã được trang bị khẩu pháo cỡ nòng 152mm với sát thương mỗi phát 640. Điểm mạnh của khẩu pháo này so với các thể loại nòng 152mm khác nằm ở độ xuyên của đạn. Đạn chính AP có độ xuyên cơ bản là 290mm, đạn vàng hít thì lên tới 370mm, dư sức đục xuyên những bộ giáp kinh khủng nhất ở cấp 10. Nếu thích, anh em có thể đem theo thiết bị đạn hiệu chỉnh. Với thông số tăng độ xuyên cho đạn hít được thay đổi, đây sẽ là một con quái vật đúng nghĩa với 424mm. Chỉ cần một phút giây lờ đẫnh thôi, là một phần ba thanh máu của đám tăng hạng nhẹ sẽ bị thổi bay. Tuy nhiên, anh em sẽ phải cân nhắc việc đem theo đạn hiệu chỉnh, bởi thời gian nạp đạn vô cùng lâu, lên tới tận 15.5 giây, kéo theo đó là sát thương trung bình mỗi phút của nó, xếp trung mâm với đứa em cấp 6 của mình. Độ chính xác kém, cùng với thời gian ngắm bắn lâu khiến, cho việc bắn tỉa tầm xa trở nên vô cùng khó khăn, anh em tốt nhất là hãy đem theo vật phẩm hiệu chỉnh tâm ngắm, nếu muốn có trải nghiệm bớt mù mắt hơn. Hạ nòng 6 độ càng khiến cho việc chiến đấu, ở địa hình đồi núi trở nên bất ổn hơn. Đúng là hàng made in China mà. Về khả năng cơ động thì mình đánh giá VXZ111GFT ở mức trung bình khá. Do động cơ của xe có công suất khá thấp, khiến cho việc tăng tốc tương đối khó khăn. Tốc độ tối đa của xe cũng không cao khi chỉ đạt 35 km/h, khiến người chơi phải biết phán đoán tình huống và di chuyển khi cần thiết. Một điều khá may mắn là tốc độ xoay thân của nó cũng khá là tốt, kết hợp với tốc độ lùi xe tối đa lên đến 16 km/h giúp anh em dễ xoay sở hơn khi bị bắt lẻ, tăng khả năng sống sót cho pháo chống tăng này. Tổng kết, thì WZ111GFT là một chiếc xe tăng khá ổn trong tầm cấp, nhưng cần phải có lối chơi hợp lý, bằng không thì sẽ rất là hành do sở hữu bộ giáp nhiều điểm yếu, và khẩu súng gây nhiều dấu hỏi khi khai hỏa, không chắc phát bắn của mình có trúng được kẻ địch hay không. Anh em vẫn sẽ giữ vai trò hỗ trợ cho đồng đội, nhưng có thể dâng cao hơn chút để tìm được những vị trí tốt hơn. Còn với lối đánh thuần bắn tỉa, thì anh em nhớ đem theo hiệu chỉnh tâm ngắm để tăng khả năng bắn trúng kẻ địch lên nhé. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với chiếc xe tăng cuối cấp, VKZ113GFT. Đây là một pháo chống tăng hiện đang được đánh giá rất tốt, dần được nhiều người chơi đón nhận hơn. Bộ giáp chắc chắn, khả năng cơ động cao cùng với hỏa lực mạnh mẽ của khẩu pháo 152mm. Nhiều người chơi còn đánh giá hiệu suất chiến đấu của nó, còn tốt hơn cả chiếc ốp Z268 của Liên Xô. Cũng phải thôi. Bởi vì VKZ 113 GFT là một pháo chống tăng hiếm hoi xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp của game gần đây, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết nào. Đầu tiên là về bộ giáp, với phần khoang chiến đấu đã được nâng cấp lên. Phần giáp trước dày tới 340 mm, đủ sức chống lại đạn vàng của xe tăng hạng nhẹ và hạng trung cấp 10. Chỉ một số xe tăng hạng nặng và pháo chống tăng sử dụng đạn vàng mới có thể xuyên. Ngoài ra, thì phần phiến che súng chiếm một phần ba diện tích mặt trước. Sở hữu độ dày lên đến hơn 600 mm, hoàn toàn không thể bị xuyên thủng. Giáp ở hai bên được đặt ở các góc nghiêng, cùng với độ dày lên tới 120 mm, giúp hỗ trợ lối chơi nghiêng xe và size scraping hiệu quả. Điểm yếu duy nhất là tháp quan sát của pháo thủ và chỉ huy với độ dày chỉ từ 60 đến 120 mm. Tuy nhiên thì chúng lại có kích thước rất bé và được đặt ở trên nóc xe nên rất khó để bị bắn chúng vào. Phần thân dưới cũng đã được nâng cấp với độ dày phiến giáp trên đạt khoảng 400 mm. Nó thậm chí còn ngang ngửa với những chiếc xe tăng hạng nặng của Đức, và chỉ có một ít pháo chống tăng sử dụng đạn vàng mới có thể xuyên được thôi. Tuy nhiên, thì phần giáp gầm xe lại là một điểm yếu chí mạng. Không những có kích thước lớn, mà hiệu quả giáp cũng chỉ 220mm. Và phần lớn đối phương đều sẽ ngắm vào đây, nên hãy áp dụng chiến thuật hun đao để giữ an toàn nhé. Về giáp hông, thì độ dày lên tới 100mm giúp cho việc nghiêng xe, size scraping trở nên khả thi. Tuy nhiên thì phần giáp phía sau của nó chỉ vỏn vẹn 75 mm, cùng với kích thước tương đối to, khiến nó dễ trở thành mục tiêu để các đối phương cùng ngắm bắn vào. Cần lưu ý là anh em có thể trang bị vật phẩm giáp phản ứng nổ và đồ dự phòng giáp bao cát. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng sống sót của VKZ-113 GFT với lượng máu lên tới 2.300, hơn cả những chiếc xe tăng hạng chung. Đồng thời thì nó cũng giúp cho lối chơi hỗ trợ càn quét tuyến trên đỡ nguy hiểm một phần nào rồi. Về hỏa lực. Nó tiếp tục được trang bị khẩu pháo 152mm với sát thương mỗi phát 640. Thời gian nạp đạn tuy có thể xuống tới 12,9 giây với trang bị phù hợp, nhưng đây vẫn là một con số khá lâu. Điều này khiến cho lượng sát thương mỗi phút của nó, khi sử dụng thiết bị và cho kíp lái đồ ăn chỉ suýt soát 3.000 thôi. Độ xuyên giáp của đạn chính AP cũng giảm xuống còn 278mm, và đạn vàng hít còn 365mm. Phần lớn người chơi sẽ chọn thiết bị đạn hiệu chỉnh ở đây, nhằm tăng khả năng xuyên phá giáp của nó. Điều này cũng khiến cho lượng sát thương mỗi phút thấp đi một cách đáng kể. Cũng may là thời gian ngắm của nó đã giảm xuống, cùng với độ chính xác và ổn định của súng đã được cải thiện lên. Mỗi phát bắn chính xác sẽ giữ cho hiệu suất chiến đấu của xe luôn ở mức cao. Điểm trừ là vận tốc đạn bay hơi chậm, khiến cho việc bắn đối phương đang ở xa, di chuyển nhanh có đôi chút khó khăn. Ngoài ra thì vật phẩm hiệu chỉnh tâm ngắm cũng đã bị gỡ bỏ đi. Và vì là xe tăng Trung Quốc nên hạ nòng của nó chỉ vòn vẹn 6 độ mà thôi để bù đắp cho những điểm yếu về hỏa lực đấy, thì khả năng cơ động của xe đã được nâng cấp lên. Dù cho tốc độ tiến tối đa chỉ 42 km h thôi, nhưng nó hoàn toàn có thể bắt kịp chiếc ốp Z268 về khả năng tăng tốc, cũng như di chuyển trên các địa hình khác nhau. Tốc độ xoay thân cũng ở mức rất nhanh, đủ khiến cho những xe tăng hạng chung gặp nó phải hối hận ngay. Và một khi cảm thấy nguy hiểm, số lui 16 km h sẽ giúp cho VKZ113GFT về lại vị trí an toàn. Dù gặp nhiều định kiến, nhưng không thể phủ nhận VKZ113GFT là một pháo chống tăng rất mạnh, ở thời điểm hiện nay. Vào khoảng thời gian đầu game, hãy chơi nó ở vị trí bắn tỉa thôi. Một điểm đặc biệt là dù sở hữu thân hình to lớn, nhưng tỷ lệ ngụy trang lại đứng top 2 của những pháo chống tăng cấp 10. Tùy vào tình huống diễn biến của trận đấu, mà hãy di chuyển xe lên vị trí cao hơn. Do có khả năng cơ động tốt nên nó có thể hỗ trợ cho cả những xe tăng hạng nặng, lẫn hạng chung tận dụng bộ giáp để chống đỡ sát thương, cũng như cho đối phương thấy sức mạnh của khẩu pháo 152mm. Áp dụng các chiến thuật như gun down, nghiêng xe size scraping để giữ an toàn đấy. Đừng quên sử dụng các vật phẩm hỗ trợ đi kèm theo, nhằm tăng khả năng chiến đấu của xe. Nói chung thì đây là một chiếc tăng ổn áp, dễ chơi và anh em nên cày. Bằng một lối chơi hợp lý, kết hợp với những lợi thế về đặc điểm thiết kế và trang bị, những khẩu pháo chống tăng Trung Quốc chính là những con quái vật thép đang ngủ say, chờ đợi được đánh thức qua video ngày hôm nay, mong rằng anh em đã có cái nhìn chi tiết hơn về nhánh xe dễ chơi nhất trong cây công nghệ Trung Quốc, cũng như là cách vận hành chúng để đạt được khả năng chiến đấu cao nhất. Video đến đây là kết thúc, xin cảm ơn sự ủng hộ của anh em trong suốt chặng đường vừa qua. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.